Em thưa cô, sau đây em xin trình bày bài thuyết trình của em ạ. Bài của em thì sau khi kiểm tra lại cái phần hướng dẫn chơi của cô thì em nhận ra là phần hướng dẫn chơi của cô nó không hướng dẫn một số tính năng ở game của em, nên là em đã bỏ cái phần hướng dẫn chơi của cô đi và thay bằng phần tiếng Anh ạ. Thêm một cái nữa là em đã cho thêm một vật phẩm nữa vào, đó chính là vật phẩm lọ thuốc giúp tăng tốc độ thuyền đại diện của thuyền vàng hoặc thuyền xanh ạ. Sau đây em xin chạy bài của em. Uy Vũ có thể chia sẻ lại được không Uy Vũ? Khi Uy Vũ chia sẻ, Uy Vũ chia sẻ thêm phần âm thanh đấy. Con tích ở chỗ cái phần sao, thế nãy giờ là mọi người không nghe thấy âm thanh của con đấy. Hả? Sao ạ? Tức là khi khi phần con ấn vào chia sẻ đúng không? Rồi con sẽ nhìn nhìn vào chỗ phần chia sẻ màn hình á. Được chưa? Rồi con nhìn thấy có cái chữ xé sao ấy. Xe sao ở góc ở phía dưới ở bên tay phải ở bên tay trái của con, nó con tích vào chữ xe sao đấy, tức là xe cả âm thanh nữa thì mọi người mới nghe được âm thanh của con. Nãy giờ là mọi người chưa chưa nghe được âm thanh gì hết. Không nhìn thấy cái đấy ở đâu ạ? Đây con tắt đi, con chia sẻ lại nhá. Đấy Rồi ạ. rồi con nhìn thấy, con bấm vào chỗ chia sẻ đi. Rồi ạ. Rồi con nhìn thấy chữ xe sao ở phía bên dưới Đó, ấy. thấy rồi ạ. Đấy, tích vào cái ô đó. Rồi và con sẽ bắt đầu lại cái phần phần bài của con. Sau đây em xin thuyết trình ạ. Lễ hội đua thuyền rồng trên Hồ Tây được tổ chức lần đầu tiên vào 24 tháng 2 năm 2018, tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Lễ hội tổ chức trên đoạn đường Thanh Niên từ chùa Trấn Quốc đến vườn Hoa Lý Tự Trọng. Lễ hội này nhằm khôi phục và phát triển các môn thể thao truyền thống của dân tộc để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với thủ đô Hà Nội, từ đó tạo điểm nhấn phát triển các môn thể thao dưới nước. Cough, cough, cough. My throat has a problem. Where are you, Nano? Can you guide me instead? Hello. I come from Australia, and Giga and I are best friend. Today I guide you on behalf of Giga. The race consists of two teams. The green team is controlled with the WS key. Yellow team controlled with up and down arrow keys. On the track there are three types of items. One is a reef that when touched will slow down for 5 seconds and deduct the battery. Two is an energy ball that helps increase the battery. If the battery runs out, the boat will stop. Three is an energy boosting potion that helps speed up the boat. Okay, now start game. Thì khi mà em chạm vào lọ thuốc thì tốc độ của cái thuyền đại diện sẽ tăng lên ạ. Và nếu như mà em chạm vào cục đá thì cục đá sẽ làm giảm tốc độ đi lên xuống của thuyền chính và giảm cả tốc độ di chuyển của thuyền đại diện ạ. Hả? Dạ bạn.
Và đây kết thúc của game ạ. Rồi con cứ chia sẻ màn hình ra để mọi người có thể nhận xét bài của con mà. Rồi phần thuyết trình của con đến đây đã hết chưa? Phần thuyết trình của con đến đây là hết ạ. Các cô các bạn có nhận xét gì không ạ? Rồi. Cô cảm ơn Huy Vũ nhé. Nào, những các bạn khác có thể nhận xét bài của bạn Huy Vũ nào? Bạn nào có thể nhận xét, có thể giơ tay nào? Cô thấy nãy giờ bạn Đức Duy nào? Cô là bà Uy Vũ là đẹp với chị, nhưng mà con thấy cái chỗ mà số mà bốn cái chắc biến số ở đây nè, cô ở sau cái viên đó cô kìa, lỡ chạy mà lung tung sàn hết trơn cô. À không, không biết là ở chỗ đó là biến số đó chạy với mục đích là gì vậy á Vũ nhỉ? Có thể giải thích cho các bạn nghe nào. Có thể lần sau em sẽ làm lại cái phần đấy. Thì cái phần biển số đầu tiên tính từ một quả pin, phần biển số này ạ, đây ạ, phần biển số ở đây ạ, Rồi. thì nó sẽ biểu thị cho số thời cho thời gian đi chậm của xanh, nếu mà ở trên này thì là xanh, nếu mà ở dưới này thì là vàng ạ. Còn cái biển thứ hai này là hiển thị thời gian tăng tốc của xanh hoặc thời gian tăng tốc của vàng ạ. À, cái đó là biểu thị của cái pin đúng không? Khi nào Vâng pin ạ. pin mà lên 4 thì nó sẽ nhảy lên 4, còn pin nhà đi À xuống không phải ạ. đúng không? Hay là nó sao? Nếu như cục pin là riêng và hai cái đấy cũng là riêng luôn ạ. Hai cái Cái đấy là đấy, lưu lưu cái hai cái gì? đấy là biểu thị thời khi mà chạm vào cái bình thuốc để tăng tốc độ thì nó sẽ biểu thị thời gian dần ra cái ngoài cùng này ạ. Đây, khi mà chạm vào bình thuốc thì nó sẽ hiển thị thời gian tăng tốc ở đây. Còn nếu mà nó chạm vào viên đá và đi chậm thì nó sẽ hiển thị thời gian đi chậm ở đây ạ. Rồi. Đấy, không biết à, và các bạn đã hiểu chưa, hiểu ý đồ của cái biến nào của bạn Uy Vũ chưa? Rồi, cô cảm ơn Uy Vũ đã giải thích cho các bạn rõ nhé. Còn bạn nào có nhận xét gì cho Uy Vũ nữa không nhỉ? Có bạn nào không? Nếu như mà không còn bạn nào nữa thì cô sẽ nhận xét bài của Huy Vũ nhá. Thì cái dự án của Huy Vũ từ trước đến giờ á là cô thấy là một trong những cái dự án mà làm tốt nhất, chạy tốt nhất, có cái phần thiết kế rất là phù hợp hài hòa với phần sân khấu. Đấy, và bạn còn có thêm một cái sáng tạo nữa là cái phần giới thiệu, thì cô bạn không thấy phần giới thiệu có sẵn của cô. Đấy, mà bạn lại lấy cái từ tạo ra cho mình một cái âm thanh bằng tiếng Anh khác. Đấy, đây là một trong những cái phần mà bần sáng tạo của bần Huy Vũ rất là tốt. Và thêm nữa là bạn đã thêm được cả thêm một cái vật phẩm, đấy là thuốc nữa. Đó, để cho tăng tốc cho cái thuyền. Đấy cũng là một trong những cái phần sáng tạo của bạn. Là cô đánh giá cái phần dự án của bạn đây là rất là tốt này. Làm bài không 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 thứ nhất là không bị lỗi này, thứ hai là phần thiết kế là phù hợp hài hòa này, thứ ba nữa là phần sáng tạo có rất là nhiều thứ điều mà bạn đã sáng tạo so với cái bài gốc của mình. Đấy, đấy là những điều mà bạn Huy Vũ đã làm được. Nhưng mà ở cái phần cô thấy ở cái phần thuyết trình á, tôi thấy bạn Huy Vũ là rất là tự tin này, nói to rõ ràng này, và bạn đã hiểu rõ được cái bài của mình, hiểu rõ được nội dung, hiểu rõ được cái từng câu lệnh của mình ở trong bài đúng không nhỉ? Đấy, đấy là những cái mà cô đánh giá cao ở Huy Vũ. Nhưng mà ở phần thuyết trình á, thì Huy Vũ nói hơi ít đúng không nhỉ? Con làm được rất là nhiều thứ, con làm được rất nhiều thứ trong dự án của con, nhưng mà con lại nói rất là ít. Đó, làm cho mọi người đang chú ý muốn nghe con nói giới thiệu nhiều hơn về dự án của con. Đấy, thay vì là con sẽ vừa mở dự án ra
và vừa giới thiệu là à khi nhân vật như thế này thì con nên có lời giới thiệu để cho mọi người hình dung ra biết được trong trong quá trình mà dự án của con vừa chạy thì con vừa giới thiệu đấy, con đã làm được những gì trong dự án thì con hãy nói ra, hoặc là con thích nhất là cái chức năng gì thì con có thể nói cho mọi người, chia sẻ cho mọi người biết đấy, được không? Đấy, lần sau mình sẽ chú ý hơn cái phần thuyết trình. Đã là thuyết trình á là mình sẽ giới thiệu từng chi tiết một cũng được đó, từng chức năng. Cái phần cốt á là mình không cần phải giới thiệu, nhưng mà mình chỉ cần nói là à với dự án này thì mà mình đã làm được cái này cái kia, ví dụ như mình đã thêm được di chuyển cho con thuyền nó như thế nào này, rồi những cái nhân vật đại diện của thuyền thì nó sẽ hoạt động như thế nào này, bính thì nó hoạt động như thế nào này, đá và bính năng lượng hay là vật phẩm thuộc nó hoạt động như thế nào, tức là con sẽ nói hết cái phần 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 mà con làm được. Có thể con làm được rất là nhiều thứ ở trong này, có nhiều cái mà con làm được nhưng mà những bạn khác không làm được đấy, thì cô hy vọng là con lần sau con thuyết trình con sẽ nói nhiều hơn một chút nữa, được không nhỉ? Con ạ. Rồi, ok, cô cảm ơn. Lần tới thì có thể là em sẽ làm thêm một con bot để chơi với mình ạ. Đấy. Tức là cô đánh giá cao về cái phần lập trình của bạn Huy Vũ. Đấy, bài này bạn Huy Vũ đã hoàn thành rất là sớm, sớm trước khi mà mình hoàn thành đấy, đúng không? Trước khi mà cô dạy xong thể các nội dung cơ bản của các bạn cho các bạn thì bạn Huy Vũ đã hoàn thiện được cái dự án này rồi, và cô rất là thích cái phần thiết kế của bạn Huy Vũ, rất là phù hợp hài hòa đấy. Rồi là lần sau con chỉ có một cái điều là con thuyết trình hơi hơi ít ít hơi kiềm lời một chút thôi, đúng không? Vâng ạ. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm hơn, đúng không nhỉ? Vâng ạ. Rồi, ok. Đây là phần thuyết trình của bạn Huy Vũ. Đến đây là đã kết thúc nha. Cô sẽ Là hết ạ.